Đầu video Trung chào các bạn nha. Hôm nay Trung giới thiệu tới các bạn cái mẫu tháp cốt mới nhất. Thì đây là cái mẫu tháp cốt của người dân tộc Khmer. Thì cái mẫu tháp lần này thì Trung làm toàn bộ là bằng cái hoa văn của người dân tộc nha bạn. Thì tháp cốt là tháp để đựng cho cốt. Thì người ta sẽ đựng cho cốt trong một cái tháp như thế này. Xong rồi ta sẽ thờ cúng ông bà của người ta trong đây nha bạn. Đây là cái người Khmer thì người ta thờ cúng như thế nha bạn. Thì chung là làm cái tháp này cũng đáp ứng nhu cầu như thế để bà con dân tộc Khmer ở Sóc Trăng thì có nhu cầu thì lại đặt tháp, thì ở đây chung sẽ làm như bạn. Thì cái mẫu tháp cốt này có chiều cao tính từ bên dưới nha bạn, bên dưới cái thớt dưới cùng và lên tới cái tận cái ngọn của cái hồ lô là 3m10 nha bạn. 3m10, chiều cao là 3m10. Còn cái bề hoành của thất dưới nè, bề hoành vuông bên dưới nè, thì Trung đã đo phủ bì là 1m07 nha bạn. Phủ bì 1m07. Thì do cái tháp này nó có chiều cao rất là cao, tới 3m mấy, nên là Trung phải đứng xa để quay cho các bạn xem nha bạn. Đó, thì các bạn thấy là cái chiều cao như thế và cái bề hoành như thế. Bề hoành là 1m07, chiều cao thì 3m10 đó. Nên là khi quay chúng sẽ quay xa để các bạn mình xem cho nó rõ hơn. Thì giờ chúng sẽ quay gần hơn để các bạn mình thấy cái chi tiết của cái hoa văn nha bạn. Thì hoa văn là toàn bộ là cái hoa văn nó nổi đó, nổi lên rất là đẹp nha bạn. Đó, đất này thì làm bằng thủ công không, thủ công bằng tay mình đắp từ từ lên nha bạn. Thì nó sẽ theo từng thớt, thì chúng sẽ cho các bạn xem từng thớt các bạn. Thì khúc vuông nè, khúc vuông bên dưới là một thớt nha bạn nè. Lên tới đây nè, từ cái mí dưới đây lên tới đây là một thớt nè nha bạn. Và từ cái mí trên đây nè, cái mí vòng tròn ở đây lên tới cái ngắn ngay đây nè là một thớt nha bạn. Đó là hai thớt. Và từ cái ngắn ở đây, cái mũi đây lên tới đây là ba thớt nha bạn. Thì trên đây là có cái mặt thần nè. Mặt thần thì tính từ cái bông sen dưới đây lên tới cái quay văn cái chớp ở đây nha bạn, chớp tròn ở đây. Đó là nó 1 2 3 4 thớt nha bạn. Đó. Và lên tới cái tính từ cái mí lá sen trên đây lên tới cái ngọn lá sen bên kia là thớt thứ 5. 1 2 3 4 5 nha bạn, đúng rồi, thớt thứ 5. Và cái thớt bầu tròn các bạn. Đó, bầu tròn bên dưới tới cái bầu tròn ở trên là thớt thứ 6. Và cái bình ở trên có cái gạch đứng á là thớt thứ 7. Và cái hồ lô trên cùng là thớt thứ 8 nha bạn. Thì nó sẽ có 8 thớt. Nên là khi mình di chuyển hoặc là mình tháo gấp cho nó hoàn thành cái tháp thì cũng rất là dễ dàng các bạn. Một thớt nè, hai thớt nè, 3 4 5 6 7 8 thớt nha bạn. Đó, đúng là nó có 8 thớt. Thì chúng sẽ nhắc lại cái chiều cao là 3m10 và cái phủ bì bên dưới là 1m07 nha bạn. Và nó sẽ có là 8 thớt để mình lúc mình tháo gáp nó dễ dàng nha bạn. Thì mỗi cái thớt mình sẽ tháo gờ ra đó, chứ không có nguyên khối như thế. Thì này để mình thuận tiện để mình gỡ ra mình gáp nha bạn, lúc mình gáp lên đó. Thì cái mẫu tháp này là làm từ cái khuôn đổ nha bạn. Thì chúng sẽ lấy khuôn và chúng sẽ làm bằng cái khuôn đổ, khuôn silicon. Nên là ở đây thì các bạn nào mình thì mình có nhu cầu mình muốn mua khuôn về mình làm đó. Thì bà con đồng bào dân tộc Khmer thì cũng rất là nhiều ở Sóc Trăng nè, ở Sóc Trăng, Trà Vinh đó, thì cũng có rải rác một số tỉnh khác nữa đó. Nên nhưng mà người dân tộc có nhiều thì ở Sóc Trăng với Trà Vinh nha bạn. Thì các bạn mình thấy cái mẫu tháp này, các bạn mình thấy thích, mình muốn mua khuôn về mình
mình đổ, mình cung cấp cho bà con ở đó thì các bạn liên hệ với Trung các bạn. Khuôn thì sẽ toàn bộ là khuôn là bằng silicon hết đó, silicon để mình lấy ra những cái hoa văn đó, lấy ra những cái hoa văn như thế này, hoa văn nhỏ như thế này nó sẽ lấy ra hết luôn đó, mình đổ qua nó sẽ rất là nét, rất là đẹp nha bạn đó. Thì hoa văn của người dân tộc thì Trung cũng không có biết nhiều gì về cái ý nghĩa của nó nên là Trung không có nói được nha bạn, thì mong các bạn cũng thông cảm nha, tại vì mình không biết mình nói gì khi nó có sai sót thì nên là nó cũng không được, nên là Trung không có nói nha bạn đó. Thì các bạn thấy là quay cái tổng quan như thế thì trên đây là đặc biệt có cái mặt thần nha bạn, mặt thần bốn mặt nha bạn, mình nhìn giáp bốn mặt đều thấy mặt thần hết đó. Thì đây là cái mẫu tháp mới nhất của người dân tộc Khmer mà cơ sở hoàn thiện. Thì các bạn nào mình có đặt tháp hoặc là đặt khuôn để về mình đổ tháp, mình cung cấp cho bà con ở địa phương đó, thì mình liên hệ với Trung. Thì số điện thoại của Trung là 033 239 4288, hoặc số điện thoại là 0385 129 159 nha bạn. Thì các bạn cứ liên hệ, Trung sẽ hỗ trợ tư vấn nha bạn đó. Thì đây là cái mẫu tháp của người dân tộc Khmer, mẫu tháp mới nhất 2024 nha bạn đó. Thì cái mẫu này thì nó sẽ rất là đẹp hơn cái mẫu trước rồi, đợt trước cũng có cái mẫu trước đó, mẫu trước thì quay trơn thôi, còn cái mẫu này thì nó cao cấp hơn, nó đẹp hơn, hoa văn nó của người dân tộc, đúng của người dân tộc luôn nha bạn, và có cái mặt thần, bốn cái mặt thần đó. Phía trên mặt thần này có những cái ngói sen như thế nha bạn, ở trên ấy thì có trên cái đỉnh tháp thì có cái hồ lô đó, cái ngọn hồ lô. Rồi Trung cảm ơn các bạn đã dành thời gian qua theo dõi Trung chia sẻ nha bạn. Thì Trung sẽ chia sẻ thêm một cái sản phẩm nữa. Đây, sản phẩm đèn đá nè. Đèn đá này thì cũng làm để cho chùa nha bạn. Thì cái mẫu đèn đá này thì đó, cái mẫu đèn đá này có chiều cao là nó 43 rồi, tính từ cái ngọn mái nha bạn, ngọn mái cho tới bên dưới là 43, và cái bên dưới này, bên dưới là tính cái phần vuông á đó, phần vuông dứt của cái bên dưới nè, vuông dứt là bốn góc vuông á là nó 25 nha bạn. Thì cái mẫu đèn đá này ở Bạc Liêu đặt Trung làm ở Bạc Liêu, ở Thiền viện Bạc Liêu á, đặt Trung làm để đặt trên mấy cái đầu cột á, đầu cột nha bạn. Thì đây thì Trung đã làm xong rồi, sơn luôn, thì Trung sẽ cho sư phụ coi như thế nào, học lên thấy nó ok thì bắt đầu tiến hành làm. Thì cái đèn sẽ đặt ở trong đây nha bạn đó, cái đèn thì sẽ đặt trong đây nè, đặt trong đây xong mình câu cái điện vô cho nó sáng nha bạn. Thì những cái khung cửa này đó, thì những cái khung này thì mình sẽ gắn kiến mình chụp vô nha bạn. Thì đèn đá này mình chụp vô bốn cái mặt kiến luôn đó, chừng nào mình muốn thay bóng đèn thì mình sẽ có thể là mình gỡ kiến ra, lấy kiến ra thì mình sẽ thay bóng đèn được nha bạn đó. Thì cái mẫu đèn đá này cũng làm hoa văn nè, các bạn thấy cái mái nè, đặc biệt là cái mái nha bạn, thấy là hoa văn những mái ngói nha bạn đó. Xong rồi Trung đã sơn lên như thế. Cái mẫu đèn đá này thì cũng làm cho sư phụ, thì sắp tới thì nếu mà sư phụ chịu làm thì cũng làm rất là nhiều nha bạn. Mình sẽ ra khuôn là mình đổ ra đó. Thì mới đầu mình làm thì mình làm mẫu trước, mình đắp cho nó hoàn thiện trước cho nó đẹp, thật đẹp sắc nét, xong mình mới đổ khuôn. Đổ khuôn thì mình lấy ra nó dễ rồi, cái nào sẽ giống cái đó nha bạn. Thì mới làm mình tạo mẫu thì sẽ rất là lâu, mình tạo mẫu cho đẹp thì rất là lâu, mình tới chân mình đổ, mình lấy khuôn ra thì ngày mình đổ cũng rất là nhiều cái nha bạn đó. Thì đây là cái mẫu đèn đá. Thì cũng một hai ngày tới Dung cũng hoàn thiện cái mẫu đèn đá này. Đèn đá này thì cái đèn để mình
đặt xung quanh cái khuôn viên của cái chùa các bạn đó. Thì đây là mẫu đèn xi măng nè, cũng chưa có hoàn thiện, thì khi nào hoàn thiện hơn thì Trung sẽ chia sẻ mình thêm. Đèn đá này mà đúng bằng đá người ta thợ người ta đục ra thì rất là mắc nha bạn đó, cái đèn đá rất là mắc. Còn mình không có kinh phí, không có cái kinh phí thì mình xài đèn đá và xi măng, thì sau này mình sơn lên, có thể mình sơn giấy đá lên nó cũng giống nha bạn đó, thì nên nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thì cái mẫu đèn đá này khi nào mà hoàn thiện chúng sẽ chia sẻ thêm một cái video nữa, để các bạn nào mình có cần có tham khảo thì mình có nhu cầu mua khuôn đó, hoặc là mình mua đèn đá đây đi chung làm để mình đặt cái khuôn nguyên nhà mình cũng được. Giống như mình có cái biệt thự, không phải là ở chùa không nha bạn, mình có cái biệt thự mình muốn có những cái cây đèn đá như thế này đó, thì mình liên hệ chung đây, chung sẽ làm đổ và giao cho các bạn đó. Mình để biệt thự của mình, những cái đèn đá để khuôn viên xung quanh biệt thự của mình á cho đẹp thì cũng mình để rất là hợp lý nha bạn đó, chứ không phải là ở chùa không nha bạn đó. Thì sau này cái bóng đèn sẽ đặt vô đây nè, bóng đèn đặt vô đây nè đó. Đó thì hôm nay thì chúng chia sẻ video tới đây thì cũng chia sẻ tới đây nha bạn. Thì tới đây thì xin kết thúc thì cuối video, chúc các bạn và quý khách hàng nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.